chúng ta cũng có một cái thông tin uh... Rất là thú vị các bạn, chúng ta cũng đã từng nhìn những cái biểu đồ tương tự như thế này Đây là cái biểu đồ má của BTC Thì thường chúng ta nhìn cái tài liệu này đó đến từ Classno thì nó khác một chút Nhưng mà cái cách vận hành cũng giống nhau các bạn Bên tay trái đó là chúng ta có cái số lượng ví BTC thuộc loại nào Giống như là các bạn thấy là từ 1 tới 10, từ 10 tới 100 BTC vân vân Bên trên này đó thì cũng tương tự như là cái phiên bản của Classno. Chúng ta thấy là từ màu vàng đến màu tím Màu vàng có nghĩa là có BTC rời khỏi nhỏ tím là có btc tích lũy thì có thể như bạn nói là Thường cũng đã vừa chia sẻ thông tin này cách đây hai ngày thì có gì mới hay là không thật ra cái thông tin này đã có thêm một chi tiết các bạn đó chính là cái số lượng rời khỏi và nạp vào là bao nhiêu tại vì chúng ta đã biết là gần đây đó cái số lượng địa chỉ bí mà có nhiều btc nhất là có dấu hiệu là BTC rời khỏi như là dấu hiệu phân phối nhưng mà ngược lại chúng ta lại có dấu hiệu là những ví khác thì có dấu hiệu nạp vào và cái số lượng ví nạp vào nhiều nhất đó là khoảng chừng từ 100 cho đến 10.000 BTC thì bên tay phải đó chúng ta đã có thông tin chi tiết thông tin này cho thấy được là cái số lượng rời khỏi từ những cái ví mà có nhiều BTC nhất đó nghĩa là những ví từ 10.000 tới 100.000 BTC cái số lượng rời khỏi là khoảng 32.339 BTC nhưng mà ngược lại chúng ta đã thấy là cái số

BTC được nạp vào bởi cái nhóm thứ nhì như là từ 100 tới 10.000 BTC là lên tới 37.634 có nghĩa là cái số lượng nạp vào nhiều hơn cái số lượng mà được phân phối bởi những cái địa chỉ ví mà có số lượng nhiều nhất chúng ta nhìn thấy được là những cái loại ví còn lại ra thì cũng có cái sự tích lũy nhưng mà không có nhiều bằng chúng ta nhìn thấy là từ 1 cho đến 100 BTC thì cái nhóm ví này chỉ tích lũy thêm là 1.005 BTC mà thôi trong vòng 7 ngày qua và các bạn thấy được là từ 0 tới 1 thì tích lũy thêm 274 và tất cả tài liệu này là trong vòng một tuần qua các bạn và bạn này ở trên Twitter thì cũng đã chia sẻ thêm nếu chúng ta nhìn xa hơn đó xa hơn là 7 ngày qua thì tình hình chung như thế nào nếu chúng ta nhìn trong khoảng thời gian là 30 ngày qua đi thì trong vòng 30 ngày qua đó chúng ta thấy được là cái nhóm địa chỉ ví mà có nhiều BTC nhất là từ 10.000 tới 100.000 thì trong vòng 30 ngày qua họ đã có tổng cộng là 7,9% của số lượng BTC của họ rời khỏi ví nhưng mà ngược lại chúng ta lại có 2% được tích lũy thêm đến từ cái số lượng ví từ 1 cho đến 10.000 BTC thì khi chúng ta quy ra con số BTC các bạn mới thấy được là cái số lượng rời khỏi bởi cái số lượng ví nhiều nhất đều được thu vào hết bởi cái số lượng ví nhiều thứ nhì à, chứ đừng nói tới là những loại ví còn lại các bạn tại vì sao tại vì tuy là chúng ta thấy là cái nhóm cá vôi mà có nhiều BTC nhất họ có dấu hiệu là phân phối BTC cho những nhóm còn lại nhưng mà cái số lượng BTC được tích lũy bởi nhóm này không nhiều bằng từ 1.000 cho đến 10.000 BTC chi tiết hơn các bạn thấy được đây là cái thống kê cho thấy là là cái số lượng cá voi lớn nhất lưu trữ khoảng chừng 67.750 BTC trong khi mà cái nhóm thứ nhì lưu trữ 142.018 BTC là cái nhóm lưu trữ nhiều nhất hiện bây giờ và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái sự phân phối bên dưới này chúng ta nhìn thấy được là cái nhóm mà lưu trữ nhiều nhất bây giờ là từ 1.000 tới 10.000 cái đó là từ 10 cho đến 100 BTC là chiếm tỷ lệ 23.7% chúng ta có từ 100 cho đến 1.000 BTC là khoảng 20.8% số địa chỉ ví có số lượng BTC này. Kế đó chúng ta có từ 10.000 tới 100.000 cái nhóm cá voi lớn nhất chỉ chiếm có 12% của tổng số lượng BTC mà thôi. Còn 1 tới 10 thì chiếm 11.3% và từ 0.1 đến 1 đó thì là chiếm 5.6%. Thường cái tài liệu này đó nó có cái sự giúp ích hơn nhiều tại vì khi ta nhìn vào class no đó thì chúng ta chỉ biết là màu sắc cho thấy BDC rời khỏi cái nhóm nhiều nhất nhưng mà không biết là bao nhiêu và được tích lũy bởi nhóm thứ nhì là bao nhiêu. Chúng ta ít như gì cũng đã biết thêm chi tiết và cái thông tin mà nhiều người vẫn đang chờ đợi uh, thêm những cập nhật đó chính là liên quan đến BlackRock ETF và những cái ETF gần đây uh, được đề xuất bởi những công ty phố war thì chúng ta vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin mới gì trong cuối tuần này có một câu hỏi của một bạn hỏi thuận thì mới đầu thuận định trả lời nhưng mà suy nghĩ lại đó thì thuận bây giờ vẫn chưa rõ các bạn tại vì câu hỏi của bạn đó là khi mà có bitcoin spot etf được thông qua thì thuận có ý định thu mua cổ phần hay là không thì mới đầu ra Thuận muốn nhanh chóng trả lời là không lý do gì Thuận lưu trữ hết Tại vì các bạn thấy được là những bạn mà đang xem Thuận Capital thì có thể dễ dàng thu mua BTC Ở trên những sàn giao dịch và các bạn có thể dễ dàng lưu trữ BTC trong ví của mình Cho nên không có lý do gì mà chúng ta nên tin một công ty thứ ba Và đó cũng là một trong những nguyên tắc của Thuận Capital là không tin ai và chúng ta nên tự giữ crypto Nhưng mà tự dự crypto đó cũng có rủi ro các bạn khi mà chúng ta tự dự crypto ở nhà đó thì các bạn phải nghĩ đến những rủi ro như là nếu như có ai đó đột nhập vào nhà các bạn chĩa vũ khí vào đầu bạn kêu các bạn gửi bcc gửi crypto vào ví của họ thì các bạn sẽ làm sao các bạn thấy được đó là một cái rủi ro các bạn phải nghĩ đến tuy nhiên cái gì cũng vậy các bạn có rủi ro thì chúng ta cần phải có cách quản lý rủi ro đó và bản thân thường cũng đã có nhiều kết quản lý rủi ro như bạn đã biết là ở trong nhà thuần thì cũng lưu trữ rất nhiều vũ khí các bạn vì lý do đó Nhưng mà khi mà có một Bitcoin Spot ETF rồi đó Thì một trong những cái mặt tốt Đó chính là các bạn có thể tiếp cận được với giá BTC Mà không cần phải lưu trữ BTC Đương nhiên nó cũng đòi hỏi là các bạn phải tin tưởng công ty thứ ba Nhưng mà đối với lại những công ty như BlackRock đó, Thì họ sẽ có bảo hiểm và quỹ ETF đó, Thì sẽ có cái độ tin tưởng nhiều hơn Nhưng mà vẫn có rủi ro Tại vì các bạn cần phải tin tưởng một đơn vị thứ ba Khi mà có một Bitcoin Spot ETF thông qua rồi thì tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Đương nhiên các bạn thấy đây là một cái cánh cửa rất cần thiết tại vì không phải ai cũng muốn tự giữ crypto rồi các bạn. Nhiều công ty họ muốn thu mua BTC giống như MicroStrategy nhưng mà là họ lại không muốn tự đi thu mua vì nhiều lý do đó các bạn lưu trữ an toàn là một lý do rất trước đầu cho họ. Thứ nhì nữa là liên quan đến tài liệu kế toán sẽ như thế nào. Các bạn thấy được là ngay cả MicroStrategy thì vẫn đang dính vào những cái sự kiện tụng với lại SEC nói là cái cách mà họ tính toán bạn cưng bạn kế toán khi mà có BTC thì không hợp lý cho nên các bạn thấy được là có những cái nhức đầu đó nhiều công ty họ không muốn đối đầu đương nhiên MicroStrategy thì họ tập trung 100% bây giờ là vào BTC thì họ sẽ có thời gian để mà đối đầu với những cái cắt rối đó nhưng mà nhiều công ty giống như là các bạn thấy là Công ty mà đang kinh doanh giống như Google đi Họ có biết bao nhiêu việc phải lo Họ không thể nào mà bị phân tâm Để mà lưu trữ BTC rồi phải phân tâm để mà giải quyết những cái vấn đề liên quan đến kế toán khi mà lưu trữ BTC được. Cho nên có một cái quỹ Bitcoin Spot ETF có thể mở đường cho rất nhiều những cái công ty đầu tư vào thị trường này cũng như là nhiều người trong phố Wall mà họ không muốn hay là không tin tưởng những sàn giao dịch crypto nhưng mà họ lại tin tưởng BlackRock, họ tin tưởng Fidelity. Thì ngày thứ sáu tuần rồi đó chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều hầu hết là những cái công ty đào BTC mà có chứng khoán trên sàn ở Hoa Kỳ đó thì đều có sự tăng trưởng. Bây giờ chúng ta đã rõ hơn rồi các bạn, tại vì theo dữ liệu từ The Block thì thợ đào BTC đã kiếm được 187 triệu đô la phí giao dịch trong quý 2 của năm 2023. Đây là đánh dấu cái mức tăng cao nhất kể từ năm 2021. Điều này đó đại diện cho một cái sự tăng trưởng đáng kể là 300% trong thu nhập so với lại cái quý 1 của năm 2022 khi mà thợ đào chỉ thu về khoảng chừng là 45 triệu đô la mà thôi Và một trong những lý do tại sao mà chúng ta lại thấy cái sự tăng trưởng về thu nhập này tại vì trong quý 2 đây nghĩa là từ tháng 4 tới tháng 6 mới đây chúng ta có cái sự sôi so động liên quan tới ONO liên quan tới giao thức BRC20 khi chúng ta có những cái meme coin trên BTC và điều này đã giúp mang lại một lượng phí giao dịch đáng kể cho những cái công ty đào và những công ty đào này đó thì chúng ta biết là họ đào BTC thì thứ nhất là họ nhận được cái phần thưởng từ mỗi lóc và cái phần thưởng đó, đó thì giảm đi mỗi 4 năm và thêm vào đó họ nhận được một phần là từ phí giao dịch các bạn và nói tới cái phần thưởng lớn thì bây giờ đó thì vẫn là cái phần thưởng đến từ mỗi lần mà đào được một lóc Và chi tiết hơn đó thì mỗi lốc cái xưởng đào nào, cái pool đào nào đào thành công đó thì sẽ nhận được 6.25 BTC cho mọi lốc đào thành công và cộng với lại cái phí giao dịch và chúng ta thấy được là chúng ta có một cái lịch halving thì khoảng chừng mỗi 4 năm chúng ta sẽ không biết ngày chính thức các bạn tại vì nó tính theo cái số lượng lốc nhưng mà càng đến gần cái lốc đó thì cái ước tính này nó sẽ có cái xác suất chính xác cao hơn nhưng mà ước tính đó là khoảng ngày 26 tháng 4 năm 2024 sẽ là ngày halving kế tiếp còn 291 ngày nữa lúc đó thì cái số lượng được thưởng mỗi một lốc sẽ giảm đi phân nửa chỉ còn có 3.125 BTC mà thôi thì khi mà càng gần đến ngày đó đó chúng ta sẽ nghe rất nhiều những cái thông tin phết các bạn trước khi mà có hai Bình lúc nào chúng ta cũng nghe nói là thợ đào sẽ bỏ mạng lưới BTC mạng lưới BTC sẽ trở thành mạng lưới chết tại vì khi mà cái số lượng được thưởng bị chia ra phân nửa thì cũng đồng nghĩa là thu nhập của thợ đào sẽ giảm đi phân nửa và thợ đào sẽ không có lời và họ sẽ bỏ mạng lưới và ra đi và mạng lưới này đó sẽ coi như uh, sẽ hoàn toàn thất bại mạng lưới này này sẽ không còn an toàn lúc nào chúng ta cũng nghe hết các bạn cái đợt hai bên nào chúng ta cũng nghe điều thông tin tương tự cho nên thụ muốn chia sẻ để các bạn nắm bắt trước những điều đó là không đúng sự thật đâu các bạn nếu như các bạn nhìn vào lịch sử của BTC thì sau mỗi đợt hai bên chúng ta đều thấy giá của BTC tăng trưởng rất là mạnh năm 2020 sau cái hai bên thì khoảng chừng là 8 tháng tới một năm sau thì cũng không ngoại lệ cái sự tăng trưởng giá cả rất là mạnh các bạn nhưng mà đó là một phần mà thôi một phần khác nữa các bạn nên hiểu là cái cơ chế hoạt động của BTC chúng ta có thể hiểu đơn giản là chúng ta có hai cơ chế thứ nhất là tốc độ đào thứ hai là độ khó đào và hai cái này nó có sự tương quan với nhau và nó có cái sự trì hoãn khoảng, khoảng chừng là 2 tuần tính theo số lóc các bạn. Nhưng mà khoảng chừng 2 tuần thì cái độ khó đào sẽ điều chỉnh theo tốc độ đào. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như mà tốc độ đào ngày lại càng tăng lên thì độ khó đào ngày cũng sẽ tăng lên, nếu như tốc độ đào giảm xuống thì độ khó đào cũng sẽ giảm xuống. Nó có một cái sự trì hoãn khoảng, khoảng chừng 2 tuần thì các bạn nên hiểu đó là nếu như mà trong một trường hợp nào đó chúng ta có một hiện tượng là nhiều những cái công ty đào nhiều những cái máy đào bị tắt vì một lý do nào đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái độ khó đào cũng sẽ điều chỉnh xuống khi độ khó đào điều chỉnh xuống đó thì sẽ dễ đào hơn những công ty đào còn lại đó sẽ dễ thở hơn mà khi mà họ dễ thở hơn họ kiếm được nhiều tiền thì hút được nhiều những công ty đào khác tham gia vào các bạn đây là một cái game theory lý thuyết game các bạn cho nên chúng ta nên hiểu đó là mạng lưới của BTC cơ chế hoạt động này sẽ giúp cho mạng lưới có cái sự an toàn và có cái sự đấu tranh để bảo vệ mạng lưới theo thời gian chúng ta cũng có thể nghĩ như thế này nếu như mà một công ty đào nào đó khi mà họ Nhận được phân nửa phần thưởng Sau khi Harbin năm 2024 Thì cái phần thưởng đó không đủ để họ sống Không đủ để họ tiếp tục kinh doanh Thì họ sẽ rời khỏi Đó là điều hoàn toàn bình thường các bạn Tại vì họ kinh doanh mà Nếu như bị lỗ họ sẽ rời khỏi Nhưng mà khi họ rời khỏi rồi đó Thì chúng ta sẽ được là độ khó đào Và tốc độ đào sẽ giảm xuống Và những người còn lại sẽ là những người mà được hưởng lợi cho nên các bạn thấy khi mà có nhiều công ty họ đào mà có lợi nhiều lại thu thúc thêm nhiều công ty khác đi tham gia vào đào và chúng ta đã từng nhìn thấy gần đây đó có nhiều động thái đến từ những cái hội đào họ gửi nhiều BTC lên trên sàn và đưa đi gửi lên để mà bán các bạn thì một trong những điều mà các bạn nên hiểu đó là hoàn toàn có khả năng là những cái công ty mà bán BTC bây giờ đó là họ bán để họ tích lũy tại vì họ biết là sau khi mà có Bitcoin halving thì có thể là những cái công ty nào mà họ không có tiền mặt ở đó họ sẽ không chịu nổi trong khoảng thời gian đó thì khi mà họ rời khỏi rồi đó thì những ai còn trụ lại được sẽ hưởng lại cho nên có khả năng đó là gì tại sao chúng ta thấy là những cái công ty đào đó họ bán những lúc mà họ cảm thấy được là giá tốt đã có lời rồi từ cái lúc mà họ đào và tích lũy một thời gian qua họ bán họ tích lũy tiền để những lúc mà khó khăn đó họ có thể vượt qua được và những công ty không vượt qua được thì sẽ rời khỏi và họ được hưởng lợi chúng ta cũng có một cái cập nhật đến từ Hồng Kông các bạn và đây là cập nhật được chia sẻ bởi Wu Blockchain. Thì chúng ta đã biết là Hồng Kông đã mở cửa vào đầu tháng 6 tới bây giờ nhưng mà vẫn chưa có bất cứ một sàn dịch nào thành công có được cái bằng hoạt động ở Hồng Kông và theo sự chia sẻ đến từ Hobby đó thì cái thời gian cần có để được duyệt đây là khoảng 9 tới 12 tháng có nghĩa là chúng ta sẽ không thấy một cái sàn dịch nào cho đến khi ít nhất là cuối năm nay hay là đầu năm sau nhưng mà dựa theo tài liệu từ một sàn ở Hồng Kông là Husky Pro thì sàn này đó họ nói là họ có khả năng sẽ là cái sàn đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động ở hồng kông khi nào thì họ không biết nhưng mà họ nói là họ đã nhận được những cái ý kiến tốt đến từ chính quyền ở hồng kông để có được một bàn hoạt động và trên sàn này đó thì chỉ cho phép giao dịch một số đồng trong đó chúng ta có btc ethereum rồi chúng ta có à, một đồng liên quan tới chứng khoán và còn lại đó là đồng liên quan đến stablecoin đồng ổn định là đồng tether usdc và đồng đô la các bạn và cái sandersky này nói đó là cái đòi hỏi của bên hồng kông là phải có bảo hiểm cho cái số lượng tiền được uh, dự trữ trên sàn và bảo hiểm đó, đó là phải bao gồm là 50% giá trị cho cái số lượng tài sản nằm trong ví lạnh. Có nghĩa là lỡ như có chuyện gì đó với ví lạnh đó, thì sẽ được bảo hiểm đền 50% của cái số lượng tiền đó. Còn cái số lượng crypto nằm trong ví nóng đó, thì phải có bảo hiểm là 100%. Đây là đòi hỏi đến từ Bộ Quản lý Chứng khoán ở Hồng Kông. Điều mà Thuận cảm thấy thú vị hơn không phải là đây là cái sàn đầu tiên có thể là có được bằng hoạt động mà điều khác nữa chúng ta thấy là gần đây đó có một một số những cái động thái giống như là ở Hoa Kỳ chúng ta có cái sàn EDX được mở và sàn đó đó chỉ hỗ trợ bốn đồng là Ethereum, BTC, Bitcoin Cash và Litecoin. Bây giờ đó đã cái sàn Husky Pro này nếu đúng sự thật đây là cái sàn đầu tiên mà được ủng hộ bởi Hồng Kông thì chỉ cho dịch BTC và Ether mà thôi các bạn trong những cái đợt tăng trưởng trước đây đó những mùa trước đây thì mọi người đều xôn xao xem coi là chúng ta sẽ có cái sự xuất hiện của những đồng altcoin mới nào mà nhiều người chưa biết đến và có sự tăng trưởng vượt bậc giống như là cái đợt tăng trưởng vừa rồi chúng ta cũng có nhiều cái altcoin tăng trưởng một cách vượt bậc và đương nhiên không phải altcoin nào của đợt trước đó cũng tồn tại tới đợt sau này có thể là họ vẫn tồn tại nhưng mà không có sự tăng trưởng các bạn chúng ta thấy được là có một số thì vẫn tăng trưởng theo những chu kỳ như chúng ta nói tới Ethereum và Cardano cũng đã chứng minh được là một trong những đồng mà không phải chỉ tồn tại một chu kỳ tại vì chu kỳ năm 2021 cũng có sự tăng trưởng và đạt đỉnh mới nhưng mà không phải đồng nào cũng vậy nhưng mà đợt này đó thì thùng cảm thấy nó có một cái sự khác biệt các bạn ngoại trừ việc là chúng ta thấy cái số lượng BTC và Ether mất đi theo thời gian và đây là lần đầu tiên chúng ta đến ngày 2 bên BTC mà chúng ta lại chứng kiến cái số lượng Bitcoin trên sàn giảm đi. Thứ nhì nữa, chúng ta lại có sự xuất hiện của một số những sàn mới mà những sàn này đó hầu như được hậu thuẫn rất là nhiều và họ chỉ hỗ trợ những đồng lớn như là BTC Ethereum mà thôi. Thì có phải đợt này sẽ có một cái sự bất ngờ là cái sự tăng trưởng lớn không phải để đến từ những altcoin mà đến từ BTC Ethereum tại vì đây là những đồng mà nhiều người xem như là an toàn hơn về pháp lý chúng ta sẽ biết sớm mà thôi nếu như đó xảy ra đương nhiên thường sẽ rất là vui các bạn thì thằng lưu trữ rất là nhiều btc và ethereum tính theo cái số lượng tài sản không có hiện bây giờ và nói tới đây đó thì thường muốn dành thời gian còn lại để mà cùng các bạn trung bình giá cái account demo ở trên CoinGecko rồi sau đó chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói tới cái danh mục đầu tư mới với của thường bây giờ kết cấu ra sao thì trước hết đó, chúng ta đã biết đây là một cái account demo thường tạo trên CoinGecko để cùng các bạn trung bình giá để các bạn có thể thấy được là trung bình giá là như thế nào và kết kết ra sao thay vì thường chia sẻ lý thuyết nhưng mà thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn thông qua một ví dụ như này thì nó sẽ tới hơn thì các bạn đã biết chúng ta đã bắt đầu trung bình giá vào BTC là ngày 4 tháng 4 của năm ngoái và lúc đó giá BTC là 46.622 và chúng ta cũng đã cùng ngày đó trung bình giá Ethereum À, và lúc đó y mức giá là 3 bốn đô Và các bạn đã thấy là cho dù mức giá bây giờ vẫn còn cách xa cái mức chúng ta bắt đầu Nhưng mà account này vẫn đang có lãi là 23.73% tính chung Nếu tính riêng đó, thì các bạn thấy được BTC thì bây giờ chúng ta đang có lãi là 30% Và Ethereum chúng ta đang có lãi là 17% Và cái cách làm thì cực kỳ đơn giản Chúng ta chỉ chung mình giá 100 đô vào BTC 100 đô vào y mà thôi các bạn thấy được là theo thời gian dài và chúng ta sẽ tiếp tục tích lũy theo kiểu trung bình giá miễn là đó là một loại tài sản mà các bạn chọn đúng và có sự tăng trưởng theo thời gian thì các bạn sẽ thấy được là cái sự ảnh hưởng của trung bình giá nó như thế nào thì hôm nay cũng không ngoại lệ các bạn chúng ta sẽ tiếp tục trung bình giá vào BTC và Ethereum 100 đô cho Bitcoin 100 đô for Ether cái mức trung bình giá hiện bây giờ cho BTC là 23.189 thì chúng ta hôm nay với 100 đô la đó chúng ta sẽ mua được bao nhiêu BTC các bạn thì, thì giá bây giờ đã cao hơn nhiều so với lúc chúng ta bắt đầu thì chúng ta chỉ có thể mua được đối với 100 đô đó thì chỉ có thể mua được 0.00331 BTC mà thôi con chấm submit các bạn khi mà giá thấp nên chúng ta có thể mua được nhiều BTC hơn cho nên trung bình giá đó tốt nhất là lúc mà giá đang trên con đường đi xuống chứ không phải đi lên chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá Ethereum thì 100 đô đó chúng ta bây giờ cũng mua ít Ether hơn tại vì giá Ether cũng đã tăng rồi các bạn thì chúng ta có thể mua được tổng cộng là 0.0535 Ethereum cho submit và cái mức trung bình giá Ether của chúng ta là 1599$ đô thì đây là cái kết quả trung bình giá tuần này thuận sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn kết quả chung bình giá trong những tuần kế tiếp và thuận cũng đã chia sẻ cái cập nhật mới nhất liên quan tới cái uh, danh mục đầu tư của thuận thì mỗi hai tuần đó, thuận chia sẻ để các bạn nắm bắt được uh, thứ nhất là các bạn có thể theo dõi quá trình đầu tư chứ nếu như thuận không chia sẻ đó rồi một ngày nào đó thuận nói là thuận chốt lời thì các bạn sẽ uh, nghĩ là thuận đầu tư khi nào mà chốt lời hay là mỗi lần thường chốt lời thường cũng sẽ báo trước thì đúng hay sai thời gian sẽ câu trả lời các bạn nhưng mà đó cũng không quan trọng tại vì đầu tư đối với thường thường không quan trọng đúng hay là sai có một câu nói đó là do you want to be right or do you want to make money các bạn muốn chứng minh là mình đúng hay là các bạn muốn kiếm tiền thường chỉ muốn kiếm tiền thôi các bạn thường không có quan tâm đến chứng minh mình đúng hay là sai đâu à, thì mỗi hai tuần thường cập nhật để các bạn nắm bắt được thông tin để khi mà các bạn nghe thường chia sẻ những cái tin tức hàng ngày các bạn ít nhiều gì cũng nắm bắt được là cái góc nhìn của thuận đến từ đâu và thường đang lưu trữ những đồng nào đương nhiên thông tin chỉ dùng để tham khảo mà thôi đây không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi bạn đó sẽ có mỗi vị thế thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau thì chúng ta có thể nhìn thấy được là ở thời điểm hiện bây giờ thường đang lưu trữ những đồng như các bạn nhìn thấy trên màn hình những đồng thường lưu trữ cũng không nghĩa là các bạn nên lưu trữ tại vì như thường vừa chia sẻ đó cái cách đầu tư của thuận thời gian đầu tư của thuận và vị thế thuận thì khác với các bạn và những đồng thường không đầu tư cũng không nghĩa là nó là những đồng xấu của các bạn chỉ là thường không ai nào đầu tư hết tất cả các đồng thường chỉ có thời gian và chỉ có cái nguồn tài nguyên có hạn mà thôi thì BTC vẫn là đồng mà thuận tin tưởng nhiều nhất trong thị trường crypto này và đây không có gì gọi là quá đặc biệt các bạn những bạn nào mà theo dõi thuận capital 6 năm qua cũng đã biết đây luôn là sự thật BTC là cái đồng thường tin tưởng nhiều nhất là cái đồng mà thuận luôn trung bình giá dài hạn cho dù chút lời đi nữa thì vẫn luôn tiếp tục chung bình giá dài hạn tại vì thuận luôn tiếp tục muốn lưu trữ BTC thì BTC bây giờ chiếm 69.21% của tổng danh mục đầu tư crypto của thuận phần nhiều nhất phần thứ nhì là Ethereum cũng không gì gọi là quá đặc biệt các bạn Ethereum là cái đồng mà hầu như là đầu tiên hay là thứ nhì thuận làm video để chia sẻ chi tiết với các bạn cách đây 6 năm thì Ethereum đó, thuận vẫn tin tưởng cho tới bây giờ Bây giờ thần lưu trữ 21.8% tài sản crypto trong Ethereum. Đồng thứ ba đó chính là BNB các bạn 4.8%. Cái đó nữa là Cardano là 1.9%. À chúng ta có những đồng nhỏ hơn như là XRP là 1%, chúng ta có MATIC là 0.4%, Doge 0.5%, Solana 0.4% và còn một số đồng nhỏ khác không đáng kể các bạn, nó không tới 1% nữa, chỉ có 0.06% mà thôi. Và trong tuần này đó thì và uh, tuần nhiều rồi, cả hai tuần này thì thường chú tâm đầu tư vào Ethereum và XRP và XRP đó thì uh, cái số lượng thuận lưu trữ so với số lượng mà thuận nên có theo cái phân phối danh đầu tư của thuận thì nó hơi thấp cho nên thuận muốn cân bằng lại cho nên mới chung mình giá vào XRP các bạn và đương nhiên crypto không phải là cái mạng đầu tư duy nhất thường đầu tư các bạn và đây là cái phân bổ danh mục đầu tư của thuần của tổng tài sản các bạn thì crypto vẫn là phần lớn nhất chiếm 57.91% phần trăm À, các bạn thấy là phần lớn thứ gì bây giờ là bất động sản là 30.21% tại vì Thuận mới vừa thu mua thêm một căn nhà. Các bạn thấy được là tiền mặt bây giờ là 7.7% và cổ phiếu thì vẫn rất thấp các bạn, chỉ hơn 4% mà thôi. Và đối với lại cái phân bổ này đó thì Thuận cũng muốn hỏi các bạn là các bạn đang lưu trữ bao nhiêu phần trăm tổng tài sản của mình và crypto thì ở trên mạng xã hội đó có rất nhiều bạn đã tham gia bỏ phiếu thì trước hết tôi cảm ơn các bạn đã thường xuyên tham gia để mà bỏ phiếu để cho mọi người có một cái nhìn tổng quát hơn là ít ra đối với cộng đồng thùng capital thì đang có suy nghĩ như thế nào thì hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy được là đối với câu hỏi là bạn đầu tư bao nhiêu phần trăm tổng tài sản vào crypto thì phần lớn các bạn ở trên cả ba nền tảng các bạn có nghĩa là ở trên telegram ở trên twitter và ở trên YouTube thì cả ba nền tảng này đó có hơn 2.000 bạn mỗi nền tảng tham gia bỏ phiếu và nhất là ở trên Twitter đã gần 3.000 bạn luôn và kết quả đều tương tự với nhau các bạn phần lớn là hơn phân nửa của các bạn đã nói là mình lưu trữ hơn 76% tài sản của mình vào crypto wow, các bạn con số không hề nhỏ còn lại đó thì các bạn thấy được là dưới 25% là con số lớn thứ nhì là chiếm tỷ lệ 21.2% ở trên Twitter còn chúng ta thấy được là cái phần trăm của thuận đó là từ 50 tới 75% thì có khoảng chừng là 15% các bạn lưu trữ 50 70 tới 75% tài sản mình trong crypto, còn lại là 25 tới 49%. Đây là kết quả bỏ phiếu. Các bạn có cảm cái gì các bạn có thể comment ở bên dưới. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Như bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, Binance. OKX và một số dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.